ngày 5 tháng 5, trả lời câu hỏi của phóng viên, đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Phunanteco (tên tiếng Việt là Phù Nam), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: Việt Nam luôn coi trọng dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước lãnh đạo hai đảng, hai nhà nước đã khẳng định truyền thống lịch sử quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funantico, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995 phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, chúng tôi mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông quản lý sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nước sông Mê Công. Vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Dự án kênh đảo Funanteco được Hội đồng Bộ trưởng Campuchia phê chuẩn vào tháng 5 2023, dự kiến dài 180 km, nối cảng sông Phnom Penh với Vịnh Thái Lan ở Tây Nam Campuchia, đi qua các tỉnh Kandan, Takeo, Kampot và Kep. Theo tài liệu Campuchia trình lên Ủy hội sông Mekong vào tháng 8 2023, kênh Funanteco sẽ bắt đầu hoạt động từ năm 2028. Dự án có trị giá ước tính 1,7 tỷ USD, dự kiến do công ty Trung Quốc thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành, chuyển giao. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen ngày 9 tháng 4 bác bỏ thông tin cho rằng dự án kênh đảo Funanteco có thể tạo điều kiện cho chiến hạm Trung Quốc đi vào sông Mekong. Ông cho rằng, kênh đào hoàn toàn phục vụ lợi ích kinh tế xã hội khi mở ra thêm tuyến đường thủy đến khu vực Tây Nam Campuchia, bên cạnh những tuyến hiện có ở sông Mekong và sẽ không ảnh hưởng đến dòng nước. Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 28 tháng 4 nói, dự án kênh đảo Funanteko đã được xem xét kỹ lưỡng suốt 26 tháng, nhằm nâng cao phúc lợi cho toàn bộ người dân Campuchia, tuyên bố sẽ thúc đẩy tầm nhìn của ông Hun Sen về hiện thực hóa dự án này. Tuy nhiên, Funanteco cũng làm dấy lên một số quan ngại về môi trường và kinh tế. Thậm chí một số người cho rằng kênh đào có thể tạo điều kiện cho tàu chiến Trung Quốc từ Vịnh Thái Lan đi sâu vào nội địa Campuchia. Vấn đề gây quan ngại hàng đầu của dự án này là nguy cơ thay đổi dòng chảy của sông Mekong. Các nghiên cứu do chương trình Đông Nam Á thuộc trung tâm Stimson, trụ sở tại Mỹ, tiến hành cho thấy kênh đào khi được xây dựng sẽ đóng vai trò như một con đập, ngăn nước từ thượng nguồn chảy tới những khu vực quan trọng ở hạ nguồn sông Mekong. Việc chuyển hướng dòng chảy từ sông Mekong và kênh đảo Funanteco có thể tạo ra vùng trũng ngập ở phía bắc con kênh và vùng khô hạn ở phía nam. Điều đó sẽ tác động đáng kể đến hoạt động nông nghiệp, đe dọa môi trường sống của các loài sinh vật trong khu vực. Quá trình thi công cũng đòi hỏi phải di rời lượng lớn trong 1,6 triệu dân hiện sinh sống dọc hai bên kênh đào dự kiến. Điều này sẽ tạo ra nhiều gián đoạn bất tiện cho nhiều cộng đồng dân cư theo chương trình Đông Nam Á hiện chưa có nhiều thông tin công khai về cách thức campuchia dự định triển khai để giảm thiểu tác động của dự án kênh đào funanteco đến cuộc sống của người dân ở khu vực liên quan dòng chảy mekong giới quan sát cũng hoài nghi tính khả thi của dự án trong bối cảnh kinh tế trung quốc đang giảm tốc trong họp báo ngày 11 tháng 4, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam rất quan tâm đến dự án kênh Funanteco và đã đề nghị phía Campuchia phối hợp chặt chẽ với Việt Nam, Ủy hội Sông Mekong và Quốc tế trong chia sẻ thông tin đánh giá tác động của công trình đối với tài nguyên nước, môi trường sinh thái của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông và người dân sống trong khu vực. Tại hội nghị tham vấn tại Cần Thơ về đề xuất dự án kênh đào Phunanteco của Campuchia ngày 23 tháng 4, tiến sĩ Lê Anh Tuấn, giảng viên chính khoa môi trường và tài nguyên Đại học Cần Thơ cho rằng việc triển khai dự án sẽ ảnh hưởng rất lớn, khiến lượng nước từ dòng Mekong về miền Tây có thể giảm 50%. Theo tiến sĩ Lê Anh Tuấn, kênh Phunanteco khi vận hành, miền Tây Việt Nam sẽ gia tăng tình trạng thiếu nước ngọt trong sinh hoạt, canh tác, sản xuất, mặn xâm nhập sâu và nhiều hơn, các hệ sinh thái sẽ bị đảo lộn. Phó giáo sư tiến sĩ Văn Phạm Đăng Trí, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Biến đổi Khí hậu, Đại học Cần Thơ cũng bày tỏ lo ngại dự án kênh Funanteco ảnh hưởng tiêu cực môi trường và hệ thống nước sông Mekong, đặc biệt là dòng hạ lưu từ Campuchia về Việt Nam. Ông phân tích, những năm gần đây, dòng Mekong đối mặt thách thức rõ rệt từ các đợt hạn hán nghiêm trọng vào mùa khô trong Enino 2015-2016 và 2019-2020. Các dự báo về biến đổi khí hậu cũng cho thấy sự gián đoạn của chu kỳ gió mùa tự nhiên, tức là thời tiết sẽ ngày càng trở nên cực đoan hơn, dẫn đến tăng tần suất hạn hán, lũ lụt, xâm nhập mặn. Trong khi đó, kênh đào Funan sẽ chi phối nguồn nước, làm thay đổi dòng thủy văn, dẫn đến các vấn đề về môi trường nước và hệ sinh thái ngày càng trầm trọng hơn. Việc này không chỉ tác động Việt Nam mà cả người dân Campuchia ở hạ nguồn của kênh này cũng bị ảnh hưởng. Cụ thể là bất lợi cho nông nghiệp như sản xuất lúa, nông sản thủy sản, công nghiệp và cả đời sống người dân. Trong bối cảnh hiện tại, ông cho rằng Việt Nam cần đặt ra các vấn đề của kênh đào này và thông qua Ủy hội sông Mekong để quốc tế hóa nó, tạo áp lực để phía Campuchia có báo cáo đầy đủ và chi tiết hơn. Song song đó, các nhà chức trách Việt Nam cần làm chặt chẽ hơn với các nhà khoa học trong và ngoài nước để đánh giá rõ tác động, hậu quả của dòng kênh này trong tương lai. Tiến sĩ Nguyễn Nghĩa Hùng viện phó khoa học thủy lợi miền nam cho biết quá trình theo dõi và cập nhật liên tục các thay đổi khí tượng thủy văn ở lưu vực sông mekong cho thấy việc phát triển thủy điện và nông nghiệp ở thượng nguồn gây nhiều tác động đến hạ nguồn cụ thể xu thế lũ nhỏ đi số năm lũ lớn ít đi phù sa giảm điều tiết của biển hồ giảm dòng chảy kiệt trái quy luật đầu mùa khô và đầu mùa mưa dòng chảy thấp, làm mặn đến sớm. Số năm hạn mặn lịch sử xuất hiện trở lại dày hơn, cụ thể là 2015, 2016, 2019, 2020, 2023, 2024. Trong bối cảnh đồng bằng đã và đang bị định hình lại bởi các thay đổi trên, Campuchia khởi công tuyến kênh giao thông thủy Funan Techco sẽ làm gia tăng các quan ngại về hạn và xâm nhập mặn trên đồng bằng. Theo đại diện của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, các thông tin về dự án mà phía Campuchia cung cấp cho Ủy hội sông Mekong theo thông báo vào ngày 8 tháng 8 năm 2023 còn rất ít, chưa đủ để đánh giá đầy đủ tác động gia tăng đến nguồn nước, phù sa, sạt lở và xâm nhập mặn. Ông cho rằng dự án cần có thêm các thông tin về quy trình vận hành của cả tuyến giao thông nói chung và các khóa van nói riêng, giám sát lưu lượng qua tuyến kênh so với mức công bố bình quân là 3,6 mét khối trên dây. Mục đích khác của tuyến kênh, ví dụ như phục vụ sản xuất nông nghiệp, kết nối của tuyến kênh với các sông hiện hữu cắt ngang, các giải pháp giảm thiểu tác động bất lợi với sự cố giao thông thủy như tràn dầu, chất ô nhiễm nguy hại. Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng 40.000 km2, là nơi sinh sống của hơn 17,4 triệu người, nơi đây chiếm 50% sản lượng lúa gạo, 65% thủy sản nuôi trồng và đóng góp 17% GDP cả nước. Vùng đất này đang chịu ảnh hưởng hạn mặn nghiêm trọng, được đánh giá là một trong ba đồng bằng trên thế giới chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 14 tháng 3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Tu Hằng cho biết, Việt Nam đề nghị Trung Quốc tôn trọng và tuân thủ hiệp định về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa giữa hai nước trong Vịnh Bắc Bộ ký năm 2000, cũng như công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển UNCLOS năm 1982. Tuyên bố trên được đưa ra trước thông tin Trung Quốc ngày 1 tháng 3 tuyên bố xác lập đường cơ sở ở khu vực phía Bắc Vịnh Bắc Bộ theo luật ban hành năm 1992. Trong đó, quy định đường cơ sở lãnh hải của nước này được phân định bằng phương pháp đường cơ sở thẳng. Trong tuyên bố này, chính phủ của Trung Quốc đưa ra 7 điểm cơ sở khi nối với nhau tạo thành một đường cơ sở mới nhằm tuyên bố lãnh hải ở Vĩnh Bắc Bộ. Các điểm này không tồn tại trong 49 điểm cơ sở mà Trung Quốc công bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 để tính chiều rộng lãnh hải từ Hải Nam tới Thành Đảo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã và sẽ tiếp tục trao đổi quan điểm với Trung Quốc về vấn đề này trên tinh thần hữu nghị, hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau. Theo bà Phạm Thu Hằng, Việt Nam bảo lưu quyền và lợi ích pháp lý của mình theo luật pháp quốc tế, cũng như quan điểm đã nêu tại tuyên bố ngày 6 tháng 6 năm 1996 của Chính phủ Việt Nam liên quan đến tuyên bố ngày 15 tháng 5 năm 1996 của Chính phủ Trung Quốc, công bố đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải của Trung Quốc. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng các quốc gia ven biển cần tuân thủ UNCLOS năm 1982 khi xác định đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến các quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia khác, bao gồm quyền tự do hàng hải, quyền quá cảnh qua các eo biển sử dụng cho hàng hải quốc tế và phù hợp với UNCLOS năm 1982. Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia tiếp giáp Vịnh Bắc Bộ. Hai nước này ngày 25 tháng 12 năm 2000 ký kết hiệp định về phân định Vịnh Bắc Bộ, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm 2004. Hiệp định xác định ranh giới lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mỗi nước trong Vịnh Bắc Bộ.